Này bà ơi hãy đến thật gần, hãy nắm tay tôi và chúng ta bay lên những vô cùng, để lại sau lưng bao nỗi muộn phiền, những nỗi muộn phiền. Này bà ơi hãy đến thật gần, hãy nói tôi nghe những giá chim bao yêu dấu hôm nào, còn bạn bên tôi nghe thấy đường đời muôn lối tuyệt vời. Giữ giùm tôi nhé, từng phút giây dù đắng cay hay tiếng cười, từng kỷ niệm đó sẽ như làn gió sẽ bay theo ta vào trong từng giấc mơ, những ngày thơ. Này bạn ơi hãy đến thật gần, hãy nói tôi nghe những giấc chim bao yêu dấu hôm nào, còn bạn bên tôi nghe thấy đường đời muôn lối tuyệt vời. Đi đâu á? Ủa? Anh Dân rồi. Đi đâu vậy? Trời, kêu cái tên gì ghê quá. Sao kêu tao cái tên kỳ vậy? Dạ, chút nữa gặp mấy bạn em á. Bây giờ em kêu, chứ để chút nữa quên, mất công. Ủa, mà sân nước anh bên kia mà đi đâu đây vậy? Dạ, em phải qua sân bóng rổ, dạy cái này cho mấy đứa bạn. Thôi, hay là bây giờ anh theo em luôn đi. À, bóng rổ đây hả? Dạ. Ừ, tao đi với mày luôn. Ê, khoan. Biến. À, trời ơi, mém chút xíu quên rồi thấy không? Ghê thiệt. Thôi mình đi. Ê, Vũ, hâu. Ủa, Chân Rùa, cũng qua đây chơi nữa hả? Ừ, mình đang đi á thì gặp Suri nên hai người cùng đi chung luôn đó. Ủa Suri, chắc anh kia đâu? Chết mồ, mình quên đem rồi. Nè, mình có đem theo nè, để bên kia ngoài mình lấy. Lẹ đi. Thôi Suri, mình qua bên kia tập đi. Cũng được, đi. Thu Hà, Hoàng Lan. Tập kịp không Suri? Chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi mà mình chưa có biết gì hết á. Mấy bạn đừng có lo, có mình đây chắc chắn sẽ kịp thôi mà. Mà nè, từ giờ trở đi á, hai bạn phải tập luyện chăm chỉ, bảo đảm tới ngày thi đấu hai bạn sẽ trở thành cao thủ. Ủa, vòng đeo tay của bạn đó Suri? Ừ, vòng đeo tay. Ừ, vòng đeo tay nào? Này nè. Mấy bạn đợi mình chút xíu nha. Suri, mình nè, cái vòng đeo tay là sao vậy? Quà tôi tặng cho các bạn đó, ông cũng biến ra một cái đi. Tôi quên nói với ông. À, mà nhớ là trên đó ngoài tên ông ra còn phải có tên các bạn nữa đó. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy ha. Hồi nãy á, mình có đem cái vòng mà mình bỏ túi, mình quên. Thôi, bây giờ tụi mình bắt đầu tập đi. Mấy bạn tập thử cho mình coi. Bước đầu tiên của bóng rổ á là phải tập dàn bóng.
Trời ơi, xui quá đi à. Cái thằng quỷ sứ. Chị nha. Vô đây làm chi nữa? Hả? Đi ra. Chị yên tâm đi. Em á, không phải cái thằng làm chị tét đầu đâu. Không cần biết thằng nào hết á. Đi ra đi. Trời ơi, nó cố tình chồng tốt mình đây mà. Ủa, Ngọc Yến. Ngọc Yến à, em tìm cái gì vậy? Em đi thiệt rồi hả trời? Ừ, ông đi rồi, bạn Ngọc Yến biết mà. Nhưng bà nói ông chỉ trốn em thôi. Ông đi thiệt rồi, nhưng mà em yên tâm đi, mấy ngày nữa là ông về à. Thiệt hả trời? Ừ. Nè, không công em buồn lắm không? Ông đi mất tiêu rồi, không có ai chơi với em hết. Bà cũng buồn, bà cũng không chơi với em luôn. Bạn học nhanh lắm đó. Thu Hà, tới bạn đó. Ừ, cố lên. Được rồi đó, hôm nay tập như vậy là được rồi. Hôm nay á, tụi mình đã tập được dằn bóng nè, chuyền bóng rồi ném rổ. Đây là ba bước căn bản nhất của bóng rổ. Mấy bạn phải chăm chỉ tập luyện nha. Có kiên nhẫn á, thì tụi mình mới mau mau tiến bộ được. Nè, tối nay nhớ về nhà tập lại nha. Thấy không, mạnh vũ chân đùa. Xong rồi hả? Ừ. Mà nè, nãy giờ chơi gì bển vậy? Thì để cho banh xuống đất, rồi từng người nhắm vô rổ mà đá. Nhưng mà đá hoài mà không có được. Khó lắm. Ừ, xuống đi. Vậy bạn đá thử coi. Ừ, dễ gì mà vô được. Để rồi coi. Ba mẹ ơi, con dẫn Ngọc Yến đi chơi một chút nha. Ừ. Ủa? Cô ơi, con thấy chị Di Gieo quấn măng như vậy đẹp mà cô. À, Ngọc Yến, cô pha sữa cho con nãy giờ, đợi cô vô lấy nghe. Đợi chút, đợi chút. Đây nè Ngọc Yến, Ngọc Yến. Dì Gieo, con dắt em đi lẹ đi. Chạy lên. Dạ dạ, Ngọc Yến đi. Thôi thôi mày chạy, em đang khát mà. Trời ơi, khát gì chút xíu chị mua nước vô uống. Đừng uống sữa mẹ chị pha, đi. Sao vậy trời? Đi con. Đi. Sữa đặc biệt. Ngọc Yến đâu anh? Tụi nó đi rồi. Đi hả? Ừ. Bực bội quá. Pha ngon gần chết luôn mà không ai uống giùm. Anh, Hay là anh đọc báo đi.
Chị ơi, bây giờ hai anh Suri sống chung với nhau luôn hả chị? À, chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ chị đang làm thuốc giải ảo thuật. Cái này á cũng là do tai nạn khi làm thuốc gây ra đó. Chị ơi, trong hai anh Suri, chị thương ai hơn? Thương ai hơn hả? Chị cũng không để ý lắm nữa. Anh Suri mới á thì vui vẻ hơn, quậy phá hơn, hài hước hơn nữa. Còn anh Suri cũ á thì hiền lành quá. Chị thích anh Suri mới hơn. Nếu em á có chị em sinh đôi, không biết chị Hoàng Lan thương ai hơn ha? Chị chắc chắn á là chị Hoàng Lan sẽ thương em hơn rồi. Em cũng mong vậy đó. Chị Di Di ơi, mấy anh chị trong kia kìa. Sau lưng nè Minh Vũ. Suri hay quá. Ủa? Ngọc Yến, chị Di Di. Chào mấy em. Lâu quá không gặp mấy đứa, dạo này mấy đứa khỏe không? Dạ khỏe. Dạo này tụi em hay ra đây chơi lắm hả? Dạ, chiều nào tụi cũng ra đây hết vậy. À, mà chị Dê Dê ơi, cái trán của chị á bị sao vậy? Dạ. Cái này á là tại tại chị bị té cầu thang. Ủa chân rùa đó chị. Chị nhớ chân rùa không? Chân rùa. Suri, tụi mình đã tiếp đi. Mình biết rồi. Chị Ve, chị ngồi đây coi nó banh nha. Coi thì coi. Ngọc Yến, mình ở đây coi chút xíu nha. Để con Ve Ve biết á, có sao không? Biết gì? Thì tao chơi lá banh với mày nè. Ui, chẳng sao đâu. Nhà thái hồ, bữa giờ mình tận thua con đó. Cố lên. Lên thái hồ. Cố lên. Ủa mấy đứa, bộ Mạnh Vũ với thái hồ đá dở lắm hả? Dạ, hai bạn đó đá cũng hay, nhưng mà Suri với lại anh Trương Rồ đá hay hơn nhiều. Suri còn thắng luôn cả huấn luyện viên đội bóng đá trường em nữa đó chị. Sao kỳ vậy Suri? Em cũng không biết nữa. Chắc là Suri thôi. Mà vậy cũng tốt ha. Trời ơi, sao mà tệ vậy? Yeah! Thấy chưa? Mình là người đầu tiên đá vào lưới của Suri nè. Không có giỡn đâu nghe chưa? Ăn hên cũng được. Hay lắm hồ. Hên cái gì? Cái đó là kỹ thuật của thái hồ đó nghe chưa? Chị Ve. Chị làm đúng không? Gì? Cái gì vậy? Làm gì? Chị tính trả thù em chứ gì? Thì phải trả thù thôi chứ làm sao? Chị ác quá nha. Về nhà trả thù không được sao? Nhưng mà chị thích trả thù ở đây à? Chị... Yeah. Anh chất rùa, chị Ve chơi xấu em, dùng phép thuật làm đội mình thua đó. Vậy làm sao bây giờ? Thì anh bí mật dùng phép thuật cản gì Ve. Nhưng mà tao đâu có đấu lại với Ve đâu.
cứ làm đại đi, có gì em anh hợp sức. Chân Rô, nãy á bạn có quan sát rõ cái kỹ thuật sút bóng hai vòng của mình không? Đúng là lợi hại, lợi hại, lợi hại á. Thì đúng rồi, đúng là lợi hại, lợi hại thiệt, lợi hại lắm đúng không mấy đứa? Mấy bạn, vài ngày nữa là tới ngày thi đấu rồi, chúng ta phải tập luyện cực lực đó nha. Chừng nào mấy bạn thi đấu vậy? Chừng 2-3 ngày nữa. Lúc đó chân rồi phải đi cổ vũ tụi tôi đó. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình sẽ ráng đi. Mẹ ăn đi mẹ. Chào mẹ. Ủa, mấy đứa nhỏ đâu hết rồi em? Châu Tuấn á, thì nó mới vừa đi học về nó chạy lên lầu rồi. Hoàng Lan đi chơi với mấy đứa bạn. Còn Ngọc Yến thì... Ngọc Yến đâu mẹ? Ngọc Yến qua nhà ông của Suri chơi rồi. Cũng tội nghiệp nó quá, chắc là nó nhớ ông của Suri lắm. Đúng rồi, mẹ cũng nhớ ông của Suri nè, sao mẹ không qua bển chơi cho đỡ nhớ. Nè, đừng có chọc tôi nha, tôi đang buồn á, tôi quạo quá nghe. Thôi mà, thôi mà. Ủa, mấy đứa về rồi đó hả? Dạ. Ngọc Yến, thưa ba mẹ mới về. Thưa bà, thưa ba mẹ con mới về. Hai đứa lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Dạ. Nhanh lên. Lâu thiệt là lâu rồi á, nhà mình mới ăn cơm đông đủ vậy nè em ha. Nhưng mà đâu có ông đâu ba. Con nè, hội khỏe phù đổng chừng nào bắt đầu vậy? Dạ, vài ngày nữa là bắt đầu rồi mẹ. Vài ngày nữa thôi hả? Dạ. Vậy thì trong vài ngày nữa mẹ sẽ pha vài loại sữa cho con uống lấy sức đi thi nha. Dạ thôi mẹ, con thấy ba với chị bị vậy con không dám uống đâu. Nè, con phát hiện ra được điều đó đó, là con trở thành một đứa bé thông minh nhất nhà mình rồi đó. Đúng rồi, nhưng mà đá dạy suốt ra ngoài hoài thì thi với đấu cái gì biết nè. Ủa, chứ không phải chị cố tình phá em hả? Thôi, con mang đâu, con lên lầu đây. Thôi con cũng no rồi, con lên lầu. Con tại sao con về với chị Hoàng Lan vậy? Ủa, vậy là con không có qua nhà ông hả? Dạ có, con có qua nhà ông. Chị Dây về với con đi chơi. Tụi con gặp chị Hoàng Lan ở ngoài công viên đó. Vậy hả? Rồi con qua nhà ông con có kiếm được gì không? Con có nghe lời bà, con đi bí mật tất cả các phòng không? Dạ có, nhưng con không thấy ông đâu hết bà ơi. Không có hả? Không có thiệt sao? Bà ơi, bà đừng có lo, ông sắp về rồi. Cái gì? À, ông có liên lạc với con hả? Dạ không, nhưng chị Di Di nói với con vậy nè. Chị nói là em đừng lo, ông sắp về rồi. Mẹ, cảm ơn con.
Hoàng Lan, sao giờ này thấy con đi chơi về trễ vậy? Dạ, con đâu có đi chơi đâu ba. Con mấy bạn đi ra công viên tập luyện cho khỏe phù động đó. Ờ, mẹ nghe mẹ của Suri nói là Suri đá banh đúng không? Còn con chơi môn gì? Dạ, con tham gia môn rổ. Bóng rổ hả? Được á, bóng rổ giúp phát triển chiều cao. Ủa nhưng mà nào giờ, từ nhỏ lớn con có giờ con chơi bóng rổ đâu, sao tự nhiên giờ lại tham gia bóng rổ? Dạ, hôm nay con mới tập buổi đầu tiên, nhưng mà Suri chỉ nhanh lắm. Mới tập có một buổi thôi mà con đã thấy giỏi lên rồi đó. Thêm vài bữa nữa thôi nha, con sẽ trở thành siêu sao bóng rổ luôn cho ba coi. Dạ. Gái tự tin của ta. Ủa, mà con nói làm sao? Suri tham gia bóng đá hả? Dạ, đúng rồi đó ba. Ừ. Suri đá hay hơn ba nhiều. Ừ, được kìa không? Nó ra đường nó chơi với bạn, nó khen bạn, nó về nhà nó khi chê ba nó hả? Hồi xưa ba cũng đá banh giỏi lắm chứ bộ. Con không biết nha, có một cái trận con tưởng tượng đi ha. Cái banh tới chân ba vậy nè. Ba dùng hết sức bình sinh, ba suốt một cái rầm. Trái banh bay veo, nó không lọt vô khung thành nha con, mà nó bay ngược lên trên. Nó bay xé một chút là lọt vô cái rổ, cái bóng rổ luôn đó. Vậy hả ba? Ừ. Còn Suri á, thì suốt vô luôn đó. Thiệt hả? Nhục chưa con? Nhục chưa? Bóng đá mà đá vô cái rổ, bóng rổ mà mới có suýt trúng thôi. Ở đâu còn khoe khoang nữa. Thôi ăn cơm đi, cơm đi, cơm. Mẹ ăn cơm đi, mẹ ăn thêm đi, mẹ ăn thêm đồ ăn đi nha. Ông đi hả? Ừ. Chị Eze nói là sắp làm xong thuốc giải phép thuật rồi. Chắc tôi không còn ở đây mấy ngày nữa đâu. Tranh thủ ngày hôm nay tôi đi vòng vòng. Ừ, vậy ông đi đi. Nhớ về sớm đó, mai em phải đi học buổi sáng. Ừ. Có thấy room không? Có, nhưng mà mình sẽ hay tốt cho coi. Vì bạn đã chỉ cho mình rất là nhiều mà. Tuy bây giờ mình còn hơi run, nhưng mà mình thấy mình tự tin hơn so với mình trước đây đó. À, còn bạn, bạn có room không? Mình hả? Mình tự tin lắm, mình không có room đâu. Chắc chắn mình sẽ thắng mà, cần gì room. Còn bạn thì đấy, chị cũng vậy đó. Ở thế giới xa xôi vậy, tôi thấy muốn nhiều là thật nhanh đi vào nhưng mà còn ông chú rồi ba mẹ luôn. Mà tôi nghĩ ba mẹ thì chắc không sao đâu, tại vì ba mẹ cũng vui khi có hai đứa mà. Nhưng mà quan trọng là ông với ông chú này. Vậy chị có cách nào không? Trước tiên á, thuyết phục được ông, thuyết phục được rồi thì chị em mình hợp sức lại, chắc cũng thuyết phục được ông chú đó. Tụi mình làm thì giờ 45 phút bây giờ. Nơi thế giới loài người, nước mắt ra có khi là vui mừng.